Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói ngoài đi. Rồi. Nịnh thì bán không? Nịnh bán không bán cơm. Mình sẽ đi vào chi tiết tôi mồi vậy. Anh cùng có chơi đâu mà. Review nick xem có gì hay. Không nào quân huy là nào á? Rồi. Khung nẹp quân huy là nào ấy? Cơ tiền là nặng rồi, ăn cả sau. Điều cơ mình có nặng rồi. Đơn thì cả xong rồi. Đời, bao nhiêu skin? Đời. Vậy tôi một tôi nha các bạn. Ý cả skin kỹ. Có đôi con như skin đẹp đẹp. Có nhiều đúng không? Nick này chơi từ mùa nào đây mà toàn thưởng hạng này. Voi này, Alistair này, Caffeny, Caffeny thì em không có. Ari này không có này, nhiều cái nhỉ. Chơi từ mùa nào đây không biết. Có hẳn cả vô két đây, mình đã có đâu. Mùa tướng ở trong quay đấy đúng. Tiền đâu mà mua đấy. Tiền đâu mà mua. Vàng ơi, của một vàng nó kề vàng nó. Nè khiêu chiến ơi. Mới à? Nè khiêu chiến là mới. Na kêu chín mới đâu. Trời mưa hết cả toàn rồi kìa. Nó gặp già mới. Mày có nhai cũng gặp được ngon. Đây có cả Triệu Vân Vinh Quang nơi này. Ghê quá, chơi từ mùa nào á toàn. Mới ra đặt chơi à? Rồi. Mới ra lên con đặt chơi luôn à? Đây có hẳn cả toàn skin cỏ ấy này. Đây chắc chỉ có mới ra chơi thôi. Không phải anh mua rồi. Có phải anh mua không? Không. Thế đâu. Thì chắc từ cái đài đầu ra đã chơi rồi. Ngon ạ. Đấy là ngon. Đang tìm gái mạnh mà nghe được. Tố Quyên cái gì? Tố Quyên nó nhắn cái gì đấy? Không biết. Thế cơ ớ cái gì? Có thể làm được không? Hết rồi. Đấy. Hết rồi. Có phần đấy. Ông này nhiều thưởng hạng vai. Ghê quá. Cái nào cũng thưởng hạng. Cho nên tôi có bỏ khô chứ. Hết bỏ khô rồi. Hết rồi. Còn mới hướng dương rồi. Dạ. Hướng dương vậy đúng không? Không biết nó có hướng dương vị không. Hướng dương vậy.
Nè này mua rap đây. Cho mày đi làm nó có sợ mày phun trong phòng. Nhẹ nó ba ta phụ sĩ. Nhẹ nó nhẹ nó giò. Ừ, toàn mấy toàn nạp mấy mấy triệu vào đi. Trời trừ phần sự kỳ vậy. Có con view view ghét đi, con view đi lại đó. Một bắn ra phân bảo đi. Đời nịnh nể sẽ là nịnh em muộn gì nữa. Sẽ là nịnh em này. Solo bài Solo gì. Như vậy kết thúc nha bạn.